xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vùng xoáy thấp đang yếu đi nên diện mưa ở miền Bắc thu hẹp, Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ trời tạnh giáo. Ngày 6 tháng 8, Nam Sơn La, Hòa Bình và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ. Sau đó mở rộng ra toàn miền Bắc. Trạng thái thời tiết này duy trì trong vài ngày đầu tuần, rồi nhiệt độ tiếp tục tăng từ giữa tuần, nên có những tỉnh thành sẽ có nắng nóng gai gắt. Nắng nóng gai gắt là khi nhiệt độ không khí trong ngày từ 37 độ C trở lên. Ở thủ đô Hà Nội, trời nóng dài ngày, có thể là cả tuần này. Từ ngày mai hoặc thứ tư, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng thực sự, với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 35-36 đến 36 độ C. Thậm chí, theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh, Met Office, từ thứ sáu đến cuối tuần, ở Hà Nội sẽ có nắng nóng gai gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 37 đến 38 độ C, nóng nực từ sáng đến chiều tối. Miền Trung chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây nên nắng nóng đang xảy ra ở các tỉnh Quảng Bình đến Khánh Hòa. Từ hôm nay, vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh hơn, nắng nóng sẽ mở rộng lên Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Khu vực phía tây tỉnh Thanh Hóa, các tỉnh Nghệ An, Khánh Hòa sẽ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ có nơi trên 39 độ C. Cơ quan khí tượng nhận định tháng 8 nắng nóng vẫn có khả năng xảy ra ở Bắc và Trung Bộ nhưng không quá gay gắt. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tại Nam Bộ và Tây Nguyên, gió mùa Tây Nam đang hoạt động không mạnh nên tuần tới trời mưa rào, rông về chiều tối, ít điểm mưa lớn. Ban ngày trời nắng nên nhiệt cao nhất ở Nam Bộ 33 đến 35 độ C, Tây Nguyên 29 đến 32 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Vừa qua, vào lúc 0 giờ 55 phút, dạng sáng ngày 3 tháng 8, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 nhận tin đề nghị chi viện của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Vũng Tàu để chữa cháy căn nhà 3 tầng, số 1 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3 thành phố Vũng Tàu. Chưa đến 10 phút, đơn vị đã điều động một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy cùng 16 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Cùng lúc đó, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Vũng Tàu cũng điều hai xe chữa cháy cùng 12 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Ngoài tổ chức đội hình để dập lửa, các chiến sĩ phát hiện 3 người bị mắc kẹt tại khu vực tầng 3 của tòa nhà. Trong đó, hai nạn nhân có dấu hiệu hô hấp kém, khả năng di chuyển kém. Lực lượng phòng cháy triển khai đội hình cứu người Đồng thời phun mưa làm mát về phía các nạn nhân, các chiến sĩ đã tiếp cận thành công và giải cứu ba nạn nhân, ngăn không để xảy ra cháy lan. Khoảng 1 giờ 50 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn, hiện vẫn chưa có thống kê thiệt hại. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip về hành động của tài xế xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Lào Cai đi chậm để giúp khoảng 100 người đi xe máy qua dòng nước chảy xiết. Theo nội dung đoạn clip ghi lại, chiếc xe tải liên tục tiến lên rồi lùi lại hỗ trợ nhiều người đi xe máy qua đập tràn. Đoạn clip sau khi lan tỏa nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt theo dõi và chia sẻ. Theo tìm hiểu, tài xế lái xe tải xuất hiện trong đoạn clip trên là anh Vũ Văn Ái, 38 tuổi, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Anh Ái đang làm lái xe đầu kéo cho một công ty có trụ sở tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Anh Ái cho biết, khoảng 16 giờ hôm 29 tháng 7, anh lái xe tải đi làm trên tuyến đường từ xã Nậm Chảy đi thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương. Khi đến đập tràn có nước chảy xiết, anh nhìn thấy rất nhiều người đi xe máy tập trung vì sợ lũ cuốn. Những đợt mưa lớn cuối tháng 7 đã khiến mực nước dâng lên cao so với bình thường, chảy cuồn cuộn và đục ngầu. Anh ái đề xuất dùng xe tải chắn đường làm giảm tốc độ chảy của dòng nước rồi lần lượt dìu từng xe máy đi qua. Anh nói, lốp xe tải cỡ lớn, trọng tải nặng nên có thể ngăn nước chảy qua. Sau khoảng 1,5 giờ, tài xế xe tải lần lượt giúp hơn 100 xe máy qua dòng nước chảy xiết, khi không còn xe nào, anh mới tiếp tục hành trình của mình. Khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội và được nhiều lời tán dương, người đàn ông 38 tuổi nói, anh thấy vui bởi phần nào lan tỏa được những hành động đẹp của người tài xế. Tuy nhiên, điều khiến anh quan tâm nhất là những người đi xe máy đã qua được ngầm tràn an toàn mà không có sự cố đáng tiếc nào. Nam tài xế nói thêm, khi ấy cũng là cuối giờ chiều. Ai cũng mong muốn sớm được trở về với gia đình sau một ngày làm việc. Là một tài xế, tôi luôn cố gắng có thể làm được điều tốt trên mỗi hành trình hàng ngày. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vùng xoáy thấp đang yếu đi nên diện mưa ở miền Bắc thu hẹp, Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ trời tạnh giáo. Ngày 6 tháng 8, Nam Sơn La, Hòa Bình và Đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ. Sau đó mở rộng ra toàn miền Bắc. Trạng thái thời tiết này duy trì trong vài ngày đầu tuần, rồi nhiệt độ tiếp tục tăng từ giữa tuần, nên có những tỉnh thành sẽ có nắng nóng gai gắt. Nắng nóng gai gắt là khi nhiệt độ không khí trong ngày từ 37 độ C trở lên. Ở thủ đô Hà Nội, trời nóng dài ngày, có thể là cả tuần này. Từ ngày mai hoặc thứ tư, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng thực sự, với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 35 đến 36 độ C. Thậm chí, theo dự báo của cơ quan khí tượng Vương quốc Anh, Met Office, từ thứ sáu đến cuối tuần, ở Hà Nội sẽ có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 37 đến 38 độ C, nóng nực từ sáng đến chiều tối. Miền Trung chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây nên nắng nóng đang xảy ra ở các tỉnh Quảng Bình đến Khánh Hòa. Từ hôm nay, vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh hơn, nắng nóng sẽ mở rộng lên Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Khu vực phía tây tỉnh Thanh Hóa, các tỉnh Nghệ An, Khánh Hòa sẽ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ có nơi trên 39 độ C. Cơ quan khí tượng nhận định tháng 8 nắng nóng vẫn có khả năng xảy ra ở Bắc và Trung Bộ nhưng không quá gay gắt. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tại Nam Bộ và Tây Nguyên, gió mùa Tây Nam đang hoạt động không mạnh nên tuần tới trời mưa rào, rông về chiều tối, ít điểm mưa lớn. Ban ngày trời nắng, nền nhiệt cao nhất ở Nam Bộ 33 đến 35 độ C, Tây Nguyên 29 đến 32 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa